Đến nợ thì bọn em có sợ không? Thế mà có một công ty họ chủ động biến mình thành con nợ, thành chúa trộm, để nhờ đấy trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển thần tốc và thành công rực rỡ. Sáng ngày hôm nay cô có chấm bài cho các bạn ở trong lớp Root Selling 2023 tới cái bài tập xây dựng chiến lược marketing để tạo lợi thế cạnh tranh không thể nào thay thế. Thì có nhóm của bạn Thảo Anh, các bạn đề cập tới việc nợ đối tác lâu hơn, hay còn gọi là chiếm dụng vốn đấy các bạn. Khi đọc bài làm của nhóm này ấy, cô lập tức nhớ tới một cái case study về chiếm dụng vốn của một trong những tập đoàn bán lẻ chắc là cũng hàng đầu Việt Nam. Khi ấy thì họ chưa có bự như bây giờ đâu, kiểu cũng chỉ là đang phát triển đó bọn em. Thì ngày ấy, ban giám đốc có đặt ra một cái mục tiêu là chúng ta đang bán những cái chiếc điện thoại không phải do chúng ta sản xuất, thế nên là chất lượng của nó ở bên mình như thế nào thì ở đối thủ cũng y chang. Vậy thì chúng ta phải dùng dịch vụ, mà cụ thể ở đây là sự tiện lợi để làm lợi thế cạnh tranh. Làm sao đấy để khách hàng có thể mua sắm của mình dễ hơn, bảo hành sửa chữa dễ hơn. À thế thì chúng ta phải có mặt ở xung quanh họ và xuất hiện ở đúng nơi đúng lúc mà họ cần. Tham vọng của công ty khi ấy là phủ sóng cửa hàng khắp Việt Nam, xa hơn nữa là khắp các quận, huyện, phường, xã và có thể là từng con phố. Bọn em cứ tưởng tượng này, mình mua điện thoại ở phố nhà mình, tới khi qua phố nhà bạn để chơi ấy, mà vẫn cầm vào cửa hàng ở đó để nhờ sửa chữa nâng cấp, hoặc là mình đang đi du lịch ở một cái nơi rất là xa mà vẫn bảo hành được, đổi máy mới được ngay khi có sự cố thì quá tuyệt đúng không? Chiến lược này rất là hay nhưng mà đòi hỏi hệ thống cửa hàng phải phục vô cùng mạnh. Thì ban giám đốc họ mới đưa ra một cái chiến lược để nhân chuỗi thần tốc bằng cách yêu cầu bộ phận mua hàng phải deal được với lại đối tác làm sao cho có công nợ là 4 tuần. Tức là mình nợ họ hay nói cho sang miệng ấy là mình chiếm dụng vốn của họ trong 4 tuần. Trong khi đó cái bộ phận bán hàng phải clear stock, tức là đẩy hàng ra càng nhanh càng tốt trong vòng 2 tuần. Như vậy là nếu như mà nhập về 2 tỷ tiền điện thoại và được nợ trong 4 tuần thì chỉ sau 2 tuần công ty đã có ít nhất 2 tỷ tiền mặt ở trong tay. Khi này chúng ta sẽ dùng tiền mặt đấy để đi mở cửa hàng mới mà không cần vay vốn ngân hàng, mà cũng không bị cấn vào cái phần vốn mà chúng ta dành cho việc khác. Tất nhiên để thực hiện được cái chiến lược này ấy, thì họ cần bộ phận mua hàng rất là mạnh, có năng lực đàm phán công nợ tốt, cần bộ phận bán hàng cũng phải mạnh, có một cái năng lực quản lý tồn kho, và đôi khi họ chấp nhận luôn cái việc là bán hòa hoặc lời lãi được chút đỉnh thôi, miễn đẩy được hàng đi để có tiền mặt ở trong tay. Và cuối cùng là cần một giám đốc tài chính cực kỳ giỏi để quản trị tốt cái đòn bẩy này, vì nếu không sẽ bị sập dây chuyền các bạn em. Thật may mắn là cuối cùng thì chiến lược ấy đã thành công, doanh nghiệp đã mở rộng cực kỳ thần tốc và chiếm lĩnh thị trường như bọn em đã thấy.